Cái gì? Đây đều là thứ gì? Ba Thản nhìn lấy chung quanh quần ma loạn vũ, cả người đều là đờ đẫn trạng thái, hắn cảm giác thế giới quan của hắn đều sụp đổ. Vì cái gì à? Vì sao lại biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng à? Chính mình là rơi vào địa ngục bên trong sao? Nguyên lai like ngay tại vừa mới, Ba Thản bị Trần Giải một trưởng đánh bay, sau đó ngay tại đan phòng lầu 2 trong rừng rậm, điên cuồng chạy trốn, tìm tìm lối ra thế nhưng là tìm tới tìm lui, tìm đi tìm đến, cái gì mở miệng cũng không tìm được à ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, trời sập. Không sai, cũng là trời sập, soạt xoạt một tiếng, một mảng lớn trời liền từ không trung rớt xuống. Hung hăng hướng hắn đập xuống, thế nhưng là không đợi đến hắn phản ứng lại, đất sụt. Một tiếng ẩm vang, cả vùng đã nứt ra sau đó cũng là rừng rậm tiêu tán, sụp đổ, sau đó đổ sụp, thế giới giống như tại thời khắc này đều hủy diệt giống như. Ba thản thấy được ngay tận thế dáng vẻ, hoảng sợ hắn bưng kín đầu, trang thành đà điểu hắn cho là mình sẽ bị trước mắt cái này khủng bố ngày tận thế chỗ hủy diệt. Nhưng mà không có, qua rất lâu, hắn liền bị một trận thanh âm kỳ quái hấp dẫn, đúng vậy thanh âm rất kỳ quái. Tựa như là đinh đinh đương, đinh đinh đương, linh nhi vàng đinh đương. Theo sát lấy hắn liền thấy trước mặt mình, đột nhiên xuất hiện một cái phát ra ánh sáng cối say lớn, ân, phi thường lớn, có một gian phòng ốc lớn như vậy. Mà tại cối say lớn trung ương, còn có đủ mọi màu sắc không biết làm bằng vật liệu gì làm ngựa, cứ như vậy tại cối say lớn bên trong, lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống. Hắn hiếu kỳ lại hoảng sợ đi lên, tiếp xúc chạm thử, không có phát hiện cái gì, nhưng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa, xuất hiện một cái cao hơn 10 trượng khung sắt lớn. Quanh co khúc khuỷu, ba đường 18 ngã rẽ giống như. Mặt trên còn có một cái tương tự dương gỗ đồng dạng dài mảnh thiết xa, xeo một tiếng liền đi qua. Sau đó ngay tại cái kia khung sắt trên điên cuồng xoay quanh di động, tốc độ kia có thể so với tuấn mã. Mà lại cái này cũng chưa hết, còn có to lớn có thể vòng lên sắt thép bày chủy còn có một cái lớn thùng sắt con bên ngoài bộ cái vòng sắt vòng sắt trên còn có từng cái chỗ ngồi tựa như là cho người ta ngồi sau đó hắn liền mắt thấy cái này vòng sắt lên tới không trung sau đó đột nhiên buông ra xoát một chút trực tiếp theo cao mấy chục trượng không ngã xuống lúc ấy hắn liền dọa sợ cái này nếu là người ngồi ở phía trên còn không ngã cái thịt nát xương tan bất quá sau một khắc hắn suy nghĩ minh bạch đây cũng là cái hình cụ à nếu là đem hắn trói ở phía trên sau đó hỏi ý kiến hỏi mình một ít chuyện chính mình không nói lại đột nhiên buông tay dọa cũng có thể đem người hù chết à nghĩ tới đây hắn vừa nhìn về phía cái kia cái cự khung sắt lớn trên di động xe ân cái kia cũng hẳn là hình cụ ngươi dám không nói liền đem ngươi để lên chạy một vòng khẳng định là thượng thổ hạ tả theo sát lấy hắn nhìn về phía cái kia xoay tròn cối xe lớn còn có phía trên phập phòng phập phòng không biết tài liệu gì chế tác giả ngựa trong nháy mắt hắn biết đây nhất định cũng là hình cụ bởi vì đại càn liền có một loại đặc biệt nhằm vào nữ tính tù phạm hình cụ lửa gỗ thứ này xem xét liền so lửa gỗ tà tính nhiều ngươi nhìn cái này chả hết phía dưới chập trùng suy nghĩ một chút liền đau à mà lại ngươi nhìn cái này kiến trúc chung quanh đều là cái gì à quái dị như vậy nhọn đỉnh cùng chúng ta mục lan tộc lều vài đỉnh giống như à chẳng lẽ đây là đặc biệt nhằm vào ta mục lan tộc pháp trường nghĩ đến liền nhanh chóng rời đi nơi này nơi này quá kinh khủng có ngã chết người trên mây lăn thi đấu lửa gỗ Ân, không sai, đây chính là ba thản đối tháp rơi, tàu lượn, ngựa gỗ xoay tròn mới xưng hồ. Với hắn mà nói cái này cái nào là công viên nước à, đây quả thực là pháp trường. Sau đó hắn một đường đi, đi tới đi tới, hắn rốt cục thấy được một cái có Trung Quốc cổ điển đặc sắc kiến trúc. Mặc dù nơi này xem ra có chút phá, còn có như vậy một ít làm người ta sợ hãi. Nhưng là hắn cũng không e ngại, hắn là cái dũng cảm người. Hắn xông vào, mà tại hắn xông sau khi đi vào, cái kia cửa phía trên chiêu bài, mới hiện ra hai cái chữ to nhà ma. Phía dưới còn có chú ý hạng mục trò chơi hạng mục 18 tầng địa ngục, mắc có bệnh tim du khách, cấm đoán du ngoạn. A. À. ngay tại ba thản đi vào không lâu, liền nghe nhà ma bên trong truyền ra một trận kêu thảm, ba thản kinh sợ một trưởng vỗ tại một cái mọc ra đầu ngựa, cầm lấy đinh ba NPC trên thân. Kết quả vậy mà không có đem nó đánh bay, thậm chí không nhúc nhích tí nào. Ngươi phải biết thận có thể là có thể biến ảo ra tương tự bạn tướng quân như vậy kinh khủng tồn tại bởi vậy giống ba thản dạng này bão đan cảnh muốn đối nơi này mặt ngựa tạo thành thực chất tính thương tổn là không thể nào một trưởng đánh lên đi mặt ngựa không nhúc nhích tí nào chỉ là một mặt nhe răng cười theo bên cạnh hắn lướt qua sau đó một cái xiên đem bên cạnh hắn một người chống lên ném vào xôi trào trong chảo dầu nổ cùng bánh quay trèo giống như a à, ba thản điên rồi điên cuồng ra bên ngoài chạy thế nhưng là mọi người đều biết nhà ma cái kia làm đến cùng mê cung một dạng Ba Thản trực tiếp một đường mạnh mẽ đâm tới, gặp qua quỷ tốt dùng cái cưa đem một người, sống sờ sờ cưa thành hai nửa. Nhìn qua mấy cái quỷ tốt đem người bỏ vào đảo mét vạc đá lớn bên trong, tươi sống đảo thành thịt nát. Mà lại ngay tại Ba Thản sợ hãi nhất thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình cổ chân bị cái gì bắt lấy. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy mới vừa rồi bị cưa mở người, chỉ còn lại có nửa người trên bò bắt lấy mắt cá chân hắn. "Mau cứu ta." "A." À, "Cái này một số đều là thận huyễn hóa." dùng lấy giả làm thật huyễn thuật biến ảo. Cho nên đây hết thảy cơ hồ đều là thật. Ba thản triệt để điên rồi, hắn bị dọa đến có chút thất thường. liền như vậy hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy ra nhà ma, thật vất vả nhìn đến bầu trời bên ngoài, thế nhưng là sau một khắc. Hắn liền gặp bốn cái yêu quái. Ba người hình, một cái vậy mà dài một cái đầu sói, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu phá cái mũ. Mà cái này yêu quái nhìn thấy mình, còn nói. A ha, đội trưởng, phát hiện một cái kẻ xâm lấn, để cho ta tới trừng trị hắn đi. Nói đến đây cái yêu quái sói liền chuẩn bị trên, bất quá lúc này một bên đầu tóc vàng tiểu tử nói thẳng, vẫn là để đó ta tới đi, nhẫn pháp, ảnh phân thân chi thuật. Nói xong cái này đầu tóc vàng tiểu tử, xót một tiếng, do một cái biến thành ba cái. Mà một cái khác xem ra cà lơ phất phơ, ăn mặc đạo sĩ phục ra hỏa vén lỗ tai một cái nói, các ngươi đến, các ngươi tới. Mà đúng lúc này, cái kia đầu lĩnh, một người mặc áo màu đỏ, lam quần, buộc lên vàng đai lưng, ở ngực có đạo sẹo, trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ rơm ra hỏa. Nhếch môi, đầy miệng rõ ràng răng nói, hi hi, loại này kẻ xâm lấn, đương nhiên phải do thuyền trưởng ta tới đối phó à. Sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên trong miệng hô hào mạc danh kỳ diệu chú ngữ. Suy nghĩ la, suy nghĩ la. Ngay tại ba thản một mặt mộng bức thời điểm, đột nhiên liền gặp được hắn hai tay, vậy mà duỗi dài. Cao su súng lục. Oanh một tiếng trực tiếp liền đem chính mình đánh bay sau đó hắn liền bị đánh đến nơi này nơi này đến cùng là dạng gì địa ngục à ba thản nhìn lấy hết thảy trước mặt cả người đều tại điên cuồng biên giới hắn cảm giác mình khẳng định là điên rồi muốn không phải vậy cũng là chúng cái gì đáng sợ ma chú nơi này quá kinh khủng so dược vương bảo tàng cơ quan khủng bố gấp trăm lần gấp một vạn lần đâu cũng có hình cụ có ác quỷ có yêu quái còn có có thể đem cánh tay thành dài người cái này cái này ai tới cứu cứu ta à giả dạ, giả dạ hết thảy đều là giả trên thế giới này như thế nào sẽ có hoang đường như vậy sự tình không thể nào không thể nào hoang đường quá hoang đường hoang đường buồn cười hoang đường làm cho người hoảng sợ ba thản mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy phát hiện nơi này chính là địa ngục nhân gian à ngươi đừng cái này hoa lệ thế nhưng là hoa lệ sau lưng đó là tràn đầy nguy cấp đó là muốn mạng ba thản mờ mịt nhìn lấy chung quanh trong mắt là hoảng sợ là khủng hoảng a à, côn trùng đây là theo ngươi cùng nhau sao? Nhìn lấy dọa đến điên điên khùng khùng ba thản, thận nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Trần Giải. Trần Giải nhìn lên trước mặt cùng rệ rệ giống nhau như đúc vật nhỏ, chỉ có thể cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Không phải, hắn là ta địch nhân. Thận khẽ nhíu mày, không hiểu Trần Giải lời nói là có ý gì, nhân tiện nói. Cái gì gọi là địch nhân? Nàng đối nhân loại thế giới rất nhiều danh từ cũng đều không hiểu, mà lão đạo rõ ràng cũng không có dạy cho nàng những vật này. Trần Giải nói liên có phải hay không ta giết hắn chính là hắn giết ta giết người thạo à trần giải hỏi thận thận liên tục gật đầu nói hiểu được nói như vậy địch nhân cũng là đồ ăn trần giải lắc đầu nhìn lấy nó nói không không phải đồ ăn ừm ngươi giết hắn không phải là vì ăn hắn sao trần giải nói không phải à vậy ngươi không ăn hắn ngươi giết hắn làm cái gì thận nháy chính mình một đôi mắt to ngập nước gương mặt không hiểu dùng nó động vật giới tư duy đến xem bọn hắn chỉ có tại đói bụng thời điểm mới có thể giết chết những sinh vật khác dùng để nhét đầy cái bao tử nếu là không đói bụng bọn hắn rất ít công kích những sinh vật khác vậy thì cùng người không giống nhau người là có thể vì dục vọng mà giết chết nó khác động vật thậm chí có một ít người liền không có mục đích đơn thuần giết chết những người khác tới lấy lòng chính mình loại này người nhân loại gọi chi vì sát nhân cuồng thế nhưng là động vật bên trong cơ hồ không có như vậy lấy giết chết chính mình đồng loại đơn thuần vì lấy lòng hành vi của mình Thận không hiểu rõ lắm Trần Giải hành động, bất quá lấy nó có thể so đứa bé loài người con trí tuệ, vẫn là quyết định hỏi đầy miệng. Vậy ngươi muốn đi giết chết hắn sao? Thận nhìn lấy Trần Giải, Trần Giải nói, ngươi không thể dùng vệ binh giết chết hắn sao? Có thể, bất quá các ngươi côn trùng địch nhân, không đều hẳn là chính mình xử lý mới hả giận sao? Lão đầu kia chính là như vậy nói cho ta biết. Trần Giải nghe vậy nhìn một chút Thận, lại nhìn một chút Ba Thản. Nghĩ thầm, cũng tốt vừa vặn để cho ta cùng hắn có cái quyết đoán. Trần giải nghĩ đến, đối thận nói, cái kia ngươi đưa ta đi gặp hắn. Thận cười nói, được. Sau một khắc, Trần giải liền phát hiện trước mặt mình tràng cảnh biến đổi, theo sát lấy hắn liền xuất hiện tại trong sân chơi. Giả, đều là giả, đến cùng là ai, là ai, đi ra đi ra. Ba thản ở nơi nào điên cuồng kêu to, đúng lúc này đột nhiên phía sau hắn một trận gợn sóng ba động, theo sát lấy trần giải liền xuất hiện ở phía sau của hắn. Ba Thản cảm thấy sau lưng ba động, đột nhiên quay người. Hắn liền thấy Trần Giải, ánh mắt đột nhiên liền sáng lên, hắn rốt cục, rốt cục nhìn đến một cái người bình thường. "Trần, Trần Cửu Tứ." Ba Thản trên mặt vậy mà xuất hiện vẻ vui mừng, sau người nơi này, hắn càng ưa thích Trần Cửu Tứ, tối thiểu nhất cái này giống như là cá nhân. Trần Giải cũng nhìn lấy hắn nói, "Ba Thản, cuối cùng vẫn là muốn chúng ta phân ra thắng bại à?" Ba Thản nhìn lấy Trần Giải nói, "Nam bá thiên đâu?" Trần Giải chết rồi ba thản cười ha 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 xem ra ngươi là tới giết ta đó à trần giải nghe vậy cười nói đúng vậy à ngươi ta nên có cái hiểu rõ ba thản nghe vậy nói hiểu rõ có thể thế nhưng là nơi này là nơi nào địa ngục sao trần giải nói nơi này công viên nước tại nơi này còn có thể vui đi ra ba thản nói hắn hôm nay lớn nhất lời muốn nói làm sao vui không ra nơi này chơi rất vui Xeo. Đúng lúc này một cái hài đồng thanh âm truyền ra sau đó hắn liền thấy một cỗ lóe lên năm màu lộng lẫy đèn màu xe lửa nhỏ, thình thịch hướng bên này chạy mà đến. Trên xe còn làm một đám người. Có cái kia đội nón cỏ cánh tay có thể duỗi dài quái vật, có mái tóc màu vàng óng kia biết phân thân thuật ra hỏa. Còn có cái kia lười biếng vị đạo sĩ, cái kia biết nói chuyện sói, thậm chí tại đuôi xe còn ngồi đấy cầm cái xiên đầu trâu mặt ngựa. Mà thận lúc này an vị tại xe lửa nhỏ đầu, nhiều hứng thú nhìn đứng ở chỗ đó chuẩn bị động thủ trần giải cùng ba thản. Tích tích, xe lửa nhỏ liền như vậy thủy linh linh lái tới. Ba thản một mặt hoảng sợ nói ra, Trần Cửu Tứ là nam nhân cũng đừng nhường những yêu ma quỷ quái này nhúng tay. Nghe lời này, thận nói, yên tâm, chúng ta sẽ không nhúng tay, chúng ta chỉ là xem náo nhiệt, đúng hay không. Lời nói này xong, lão soi xám trực tiếp đứng lên nói, thiếu niên, cố lên à, ta đại biểu lang bảo ủng hộ ngươi. Đội nón cỏ lắp phi cũng một mặt kích động hô Tiên sư cha Kêu người nói Tiên sư cha, ngươi nhất định có thể làm được Vương giã thì là một mặt lười biếng ngồi ở chỗ đó Phất phất tay Cố lên à, thiếu niên Miu miu Thình thịch Thậm chí ngay cả ngồi tại đuôi xe đầu trâu mặt ngựa Đều dơ lên chính mình cái xiên cho trần giải cố lên Thấy cảnh này Trần giải khắp khuôn mặt là hắc tuyến Đây đều là thứ gì trâu ngựa đội ngũ à Đừng nói ba thản sẽ nói đây là một số yêu ma quỷ quái bọn hắn thả tại dạng này một hoàn cảnh phía dưới thật thật quỷ dị à như là vì cái gì bọn gia hỏa này cùng chính mình nói cố lên về sau chính mình sẽ có chút nóng máu dâng lên đâu chẳng lẽ mình đã trải qua nhiều như vậy vẫn là trong đó nhị quái mặt khác tại sao mình biến đến như thế thích chửi bậy? chân giải trong lòng đang âm thầm chửi bậy, lúc này đột nhiên chỉ thấy thận trực tiếp đứng lên khua tay chính mình béo ị tay nhỏ nói côn trùng cố lên chân giải nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy ba thản nói, để chiến đấu đi. Hả? Vì sao chính mình nói chuyện cũng sẽ biến như thế tự kỳ à? Trần giải thầm nghĩ lấy, sau một khắc không để ý cái khác, cả người trực tiếp liền xông tới một trường vỗ hướng về phía ba thản. Ba thản lúc này trong đầu vẫn là tỉnh tỉnh, cố lên. Cố lên, thêm cái gì giàu, cố lên có ý tứ gì, muốn xào rau sao? Không xào rau, ngươi thêm cái gì giàu? Mà xào rau, ngươi là muốn đem lão tử mảnh thành thịt đuổi việc sao? Không được, không thể cùng Trần Cửu Tứ ở chỗ này đánh, hắn nơi này có nhiều như vậy trợ thủ, không được, chạy mau. Sau đó chỉ thấy, Trần Giải một trưởng vỗ đến, ba thản lách mình liền chạy. Trần Giải sững sờ, cái này thế nào còn chạy, vội vàng liền đuổi, cứ như vậy, một cái chạy, một cái đuổi, trực tiếp ngay tại trong sân chơi truy đuổi lên. Thận thấy thế cho mày nói, thế nào chạy, đuổi theo cho ta, xe lửa nhỏ. Nghe lời này, chỉ thấy xe lửa nhỏ phía trước xuất hiện một tấm nhân tính hóa mặt sau đó đuổi theo hai người phương hướng liền chạy trong lúc nhất thời trong sân chơi bắt đầu chơi một trận hoang đường truy đuổi trò chơi mười phút sau ba thản đã bò lên trên trắng thước cao tàu lượn đường chạy chân giải ở phía sau một trưởng đánh ra trực tiếp bức ngừng ba thản lúc này hai người đứng tại tàu lượn trên đường chạy chân giải nhìn lấy hắn nói ngươi rốt cuộc muốn chạy đi nơi đâu ba thản lúc này đứng tại đường xe lửa thượng nói nơi này nơi này đến cùng là cái gì Trần Giải nói, Dược Vương Bảo Tàng. Ta tin ngươi cái tà, nơi này có thể là Dược Vương Bảo Tàng, ngươi cho ta là kẻ ngu à. Nơi này là ác mộng, là địa ngục, nơi này, nơi này tuyệt đối không phải người nên ngốc địa phương, Trần Cửu Tứ ngươi có phải hay không cũng đã chết, đầu nhập vào Diêm Vương có phải hay không. van cầu ngươi, ngươi để bọn hắn thả ta rời đi đi, sau khi ta chết không cần phải ở chỗ này, ta hẳn là đi trường sinh thiên, ta hẳn là đi gặp trường sinh trời trần giải nhìn lấy tinh thần rõ ràng có chút thất thường ba thản nói nơi này không phải cái gì địa ngục được rồi một câu hai câu nói cũng nói không rõ ràng ngươi có thể đem nơi này làm thành một giấc mộng bất quá ta là chân thật đừng chạy ngươi coi như mệt chết cũng chạy không ra nơi này trần giải nhìn lấy ba thản nói ra ba thản nghe vậy nhìn lấy trần giải nói vậy ta giết ngươi có thể hay không rời đi nơi này trần giải nghe lời này nhìn lấy ba thản nói nếu như ngươi có thể làm được có thể thử một chút Nghe lời này, ba thản rốt cục lấy lại tinh thần, mặc dù Trần Giải thực lực rất mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng mạnh. Chính mình giết hắn rất khó khăn, thế nhưng là cùng cái này quỷ dị thế giới so ra vẫn là giết Trần Cửu Tứ đơn giản hơn. Nghĩ như vậy, ba thản lập tức phất tay, theo sát lấy bão đan cảnh hậu kỳ thực lực toàn bộ thi triển đi ra đối với Trần Giải cũng là một trưởng, cùng phong trưởng. Trần Giải thấy thế, cũng không dám khinh thường, trực tiếp mở ra xuân thần nộ. Trạng thái trong nháy mắt điệp ra, nhưng Trần Giải thực lực trực tiếp theo bão đan trung kỳ, tăng lên tới bão đan hậu kỳ. Lúc này thời điểm Trần Giải cùng ba thản trực tiếp đánh ở cùng nhau, Trần Giải thi triển chính là khai bi thủ. Vốn là cái này chỉ có hóa kình cấp bậc võ công, thế nhưng là tại xuân thần nộ ra chỉ dưới, có cùng ba thản phân cao thấp khả năng. Hai người cứ như vậy tại cách đất vài chục trượng, tàu lượn trên đường chạy đánh nhau. Dưới chân là chạm rỗng khung sắt, hai người chỉ cần không để ý, tất nhiên là muốn bị té xuống không chung. Hai người trong nháy mắt liền đại chiến cùng một chỗ lẫn nhau đối sách lấy võ công, cứ như vậy đánh hai mươi mấy cái hiệp. Đột nhiên hai người cũng cảm giác phía trước có một cỗ siêu cường ánh sáng bắn hướng bên này, giống như là xe hơi đèn lớn. Chân dài trong nháy mắt phản ứng lại, theo sát lấy lập tức hướng một bên lóe lên, càng rơi xuống đường chạy, sau đó đưa tay giữ lại đường chạy phía dưới một cái cốt thép trừ. Treo ở không trung, mà ba thản còn không có phản ứng lại. Sau đó đã nhìn thấy một cỗ tàu lượn, lấy 120 bước tốc độ điên cuồng trùng kích tới. Mà tại tàu lượn trên còn ngồi đấy thận cùng bảo an tiểu đội thành viên Há, côn trùng cố lên ba thản lúc này ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn theo sát lấy nhảy lên từ nơi này đường chạy nhảy ra ngoài nhảy đến một cái khác trên phi đạo lúc này tàu lượn gào thét mà qua mang theo thận tiếng cười như chuông bạc nàng thật là thật cao hứng nơi này đơn giản chơi thật vui so trước kia kia là cái gì dực vương bảo tàng chơi vui gấp một vạn lần a à, thận giang hai tay ra hưởng thụ lấy nhanh như điện chớp Ba Thản lúc này chưa tỉnh hồn, đột nhiên chỉ thấy một bóng người theo khung sắt phía dưới nhảy lên trên, sau đó một trường hung hăng chụp về phía Ba Thản ở ngực. Ba Thản kinh hãi, vội vàng thi triển cùng phong trưởng ngăn cản. Mà lúc này chỉ thấy còn tại tàu lượn chơi thận, vung tay lên, sau một khắc toàn bộ công viên nước tất cả công trình toàn bộ chạy. Nghe hồng sáng chói, cả mảnh trời không đều bị chiếu rọi đủ mọi màu sắc. Ba, ba, ba. Cách đó không xa bầu trời thậm chí còn tại để đó pháo hoa, hết thảy đều lộ ra hoang đường lại mộng huyễn. Làm một cái nắm giữ đỉnh cấp huyễn thuật, có thể lấy giả làm thật thái tuế thận. Gặp phải một cái sức tưởng tượng phong phú, người sở hữu phong phú hậu thế kiến thức cùng não động người xuyên Việt sẽ va chạm ra như thế nào tia lửa, không sai cũng là như vậy. Điên cuồng. Thật tốt điên à. Trần giải hiện tại cũng có một loại cảm giác như vậy. Nói ra đoán chừng không ai sẽ tin tưởng, trạng thái của hắn bây giờ, thậm chí có người sẽ cảm thấy hắn điên rồi, đúng vậy trần giải cũng cảm giác mình sắp bị chính mình ảo tưởng thế giới làm điên rồi hắn đang cùng một cái thuần người cổ đại đại càn vương triều hoàng châu phủ trấn thủ sứ ba thản tiến hành đại chiến mà chiến đấu địa điểm là từng cái từng cái cách mặt đất gần trăm mét cao tàu lượn trên quỹ đạo mà lại tàu lượn vẫn là thúc đẩy lúc nào cũng có thể sẽ đụng bay bọn hắn mà chung quanh còn có một đám xem náo nhiệt cố lên bọn hắn theo thứ tự là lão sói Xám, mũ dơm lắp phi uzumaki naruto võ đăng vương giã đầu trâu mặt ngựa tốt à, chân dài cũng cảm giác mình giống làm một cái hoang đường mộng giống như. Thế nhưng là đây hết thảy có chân thật như vậy, hắn thật vô cùng nghĩ hô một câu, không phân rõ, ta thật không phân rõ. Cầm long thập bát trưởng long chiến vu dã, chân dài song trưởng mãnh liệt đẩy, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu, cầm long thập bát trưởng chi long chiến vu dã. Tại xuân thần nộ ra trì dưới, chân dài một trưởng này đánh ra bão đan đỉnh phong trưởng lực. Ba thản đột nhiên tiếp được một trưởng này, sau một khắc, cả người trực tiếp bị trần giải đập bay ra ngoài. Oanh một tiếng, trực tiếp bị trần giải theo trăm thức cao tàu lượn trên đường đập bay ra ngoài. A. À, ba thản kêu thảm một tiếng, theo 100 mét không trung rơi xuống. Mắt thấy liền muốn rơi xuống đất, lúc này ba thản thi triển ra cương khí của toàn thân, đối với mặt đất đánh ra một trường cuồng phong trường. Theo sát lấy cả người, tiếp lấy cuồng phong giảm sóc, vậy mà bình ổn rơi xuống đất, không có ngã chết. Thấy cảnh này, Trần Giải trực tiếp theo chăm thức cao tàu lượn trên đường chuẩn bị xuống đến, sau đó liền thấy vừa mới bay ra ngoài tàu lượn đã trở về, sau cùng liền còn lại một cái đại sung đâm có thể hạ xuống. Trần Giải nhảy lên trực tiếp nhảy tại tàu lượn trên. Đứng tại trần xe, một cái lao xuống trực tiếp vọt xuống dưới. Lúc này Ba Thản từ dưới đất chật vật đứng lên, trong miệng còn ăn đầy miệng bùn, lúc này ra bên ngoài nô nây. Đúng lúc này chỉ thấy Trần Giải ngồi đấy tàu lượn đột nhiên lao xuống. Ba Thản nhận lấy cái chết. Ba thản ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Trần Giải đột nhiên xông điểm cao nhất trùng kích vào đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ba thản thấy thế giật nảy mình, quay người muốn chạy. Thế nhưng là lúc này Trần Giải đã mang theo tàu lượn trùng kích lực, thẳng lao xuống, sau đó thi triển bôn lôi bộ, cả người như lợi kiếm một thanh lao ra ngoài. Đối với ba thản cũng là một trường, cầm long thập bát trưởng lợi thiệp đại xuyên. Lúc này Trần Giải bay thẳng ra ngoài, song trưởng phảng phất có nặng ngàn cân lực, mượn tàu lượn xung lực, chân giải trực tiếp đem tốc độ ảo tới cao nhất. Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, cộng thêm trên lợi thiệp đại xuyên chính là cầm long thập bát trưởng bên trong, lớn nhất vừa nhanh vừa mạnh một chiêu, uy lực cũng là mạnh nhất. Lại thêm xuân thần nộ siêu cấp tăng cường gia trì. Chân giải một trường này, cơ hồ là trạng thái trồng đầy. Lúc này tại bồn lôi bộ gia trì dưới, chân giải cơ hồ là trên không trung bay lên trục về phía ba thản. Ba thản lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng quay đầu, theo sát lấy song trưởng đều xuất hiện vậy mà ngu xuẩn nghênh hướng trần giải một trưởng này oanh một tiếng tiếng vang kèn kẹt trần giải nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm đồng thời chỉ thấy ba thản một ngụm máu tươi phun ra ngoài sau một khắc trực tiếp bị trần giải một trưởng đánh bay ra ngoài oanh một tiếng ba thản trực tiếp bay rớt ra ngoài nhắc tới cũng khéo léo phía sau của hắn cũng là ngựa gỗ xoay tròn oanh một tiếng trực tiếp miệng xuyên qua ngựa gỗ xoay tròn ở giữa cây cột lớn cả người nằm ngửa nằm ở đối diện một thớt ngựa gỗ trên thân. Lúc này lại nhìn ngực hắn xương đã lõm, trong miệng máu tươi thẳng đến, không ngừng ra bên ngoài ngược lại bọt máu. Ánh mắt cũng tan rã, xem xét liền sống không được. Lúc này bộ ngực hắn phập phồng, trong miệng chảy máu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Sau đó hắn liền thấy một đôi ăn mặc mộc dép lê chân, sau đó là một cái giày, một đôi giày vải, một cái sói chân. Hắn cố gắng ngẩng đầu, sau đó liền thấy bốn tấm mặt tò mò nhìn hắn đã chết rồi sao? Chết đi. Khụ khụ. Quái vật. Ba Thản cứ như vậy không cam lòng nhắm mắt lại, nhìn lấy ba Thản cái dạng này, mấy người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái sáu tuổi tiểu cô nương. Thận cứ thế mà đi tới, nhìn lên trước mặt cỗ thi thể này nói, "Côn trùng, địch nhân của người chết mất, có thể ăn sao?" Chân dài chậm rãi đi tới, nhìn lên trước mặt đã ướt đẫm ba Thản, chỉ thấy hắn lâm chung trước đó, ánh mắt cũng là trợn tròn lên, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trần Giải không khỏi không cảm khái một câu, thật đúng là thê thảm à. Trần Giải nghĩ đến, lúc này đi tới ba thản trước người. Thận nhìn lấy hắn nói, ngươi đang làm cái gì à? Là muốn ăn hắn sao? Hắn xem ra vẫn là rất có dinh dưỡng. Trần Giải sừng sốt một chút, theo sát lấy nói, ngươi muốn ăn hắn. Thận gật đầu nói, ừm, hắn xem ra năng lượng vẫn là rất đầy đủ. Trần Giải nghe vậy minh bạch, thận kỳ thật cũng là cần thu lấy ngoại giới năng lượng, mà giống nhân loại dạng này tiểu trùng tử, đối với nó tới nói cũng là rất bổ chính mình có lúc sẽ bị trước mắt duệ duệ bộ dáng ra hỏa chỗ lừa gạt mà quên nàng bản thể là một cái chừng một hòn đảo nhỏ đồng dạng lớn nhỏ lớn con trai càng là tại chỗ lối đi ăn không ít người đương nhiên những này đối với một cái thận tới nói không xem như cái gì quá không được mà lại trần giải cũng rất lý giải dù sao người có thể ăn vạn vật vạn vật vì sao không thể ăn người đâu huống chi còn là một đám lòng mang người tham lam cái này thận nếu là không phân tốt xấu trắng trợn ăn một số người bình thường, vậy hắn cũng là tà ác, cần đánh ngã. Thế nhưng là cái này thận chỉ ăn một số tham lam, hỏng, tỉ như vừa mới tiến đến trong thông đạo những người kia. Bọn hắn muốn không phải động trước tham niệm, dùng đao kéo thận, thận cũng không đến mức xử lý bọn hắn à. Đương nhiên Trần Giải cũng không thấy đến thận là cái tốt. Hắn nhiều lắm là xem như cái không tốt không xấu dã thú mà thôi, mặc dù hắn có tương tự nhân loại 5-6 tuổi hài đồng trí tuệ. Trần Giải nghĩ đến, sau đó bắt đầu ở ba thản trên thân sờ làm một cái chấn thủ sứ trên thân hẳn là có thứ đáng giá à? Chân giải một trận tìm kiếm, sau đó còn thật nhường hắn tìm kiếm đến vật hữu dụng. một cái đựng đan dược bình ngọc mở ra bên trong lại là thái tuế đan. ngửi một chút, không phải mình phân cho hắn thủy thái tuế đan. hẳn là hắn trước kia hàng tồn, mở ra xem, không có nhiều, chỉ còn lại hai viên. cũng là cái này tiến vào lầu hai về sau, hắn đối thái tuế đan tiêu hao cũng là to lớn. mặt khác trước kia bát quái môn bên trong bọn hắn không biết gặp dạng gì nguy hiểm. Tiêu hao một số thái tuế đan cũng là nên. Trừ cái này còn có một cái hộp gỗ, mở ra ân, trong này tất cả đều là Trần Giải phân cho hắn thủy thái tuế đan dược. Trần Giải nhìn đến đây, tâm tình nhất thời mỹ lệ lên, dòng dã 10 viên, một viên cũng không có lộ ra ngoài. Nghĩ đến, Trần Giải trực tiếp đem những đan dược này toàn bộ ném vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, mà trừ đó ra Trần Giải còn tìm được một tấm lệnh bài. Trên đó viết chấn thủ Hoàng Châu, chấn thủ sứ lệnh bài, Trần giải lập tức liền biết thứ này lai lịch, bất quá không có gì dùng, mà lại thứ này nếu là tại trên tay mình, vẫn là phiền phức tinh. Nghĩ đến, chân giải trực tiếp đem lệnh bài ném đi. Thận nhìn lấy ném qua đến lệnh bài nói, có thể ăn sao? Chân giải sửng sốt nói, sắt, ừm, rất giòn. Chân giải rất tốt nhìn lấy thận, đột nhiên phát hiện nó hiện tại dùng thân thể này thật cùng hắn rất phù hợp à, nhất là tham ăn điểm này, đơn giản cùng nhà mình dễ dễ không có sai biệt. Trần giải nói, ừm, có thể. Thận nhất thời cười, sau đó tiện tay đem cái này lệnh bài hướng phía sau quăng ra theo sát lấy mặt đất liền xuất hiện một cái miệng rộng, trực tiếp đem lệnh bài nuốt xuống. Trước mắt cái này dễ dễ kỳ thật chỉ là một cái huyễn tượng, thuộc về thận pháp thuật biến hóa đi ra. Bởi vậy cũng không có đủ tiêu hóa năng lực, cho nên chân chính ăn đồ ăn, vẫn là trước mặt cái này đại thận. Chân giải tiếp tục sờ, sau đó lại lấy ra một số bình bình lọ lọ, sau cùng lại còn ở trong tay của hắn mò tới một bản công pháp. Chân giải sững sờ, nhìn sang chỉ thấy trên đó viết cùng phong thập bát trưởng, mà nó. Cùng phong thập bát trưởng. Trần Giải nhìn lên trước mặt bí tịch tên, ánh mắt nhất thời phát sáng lên, đây chính là một bản rất công pháp châu bò à, hôm nay hắn cũng coi như thấy được. Ba thản lợi dụng cái này công pháp, thế nhưng là cùng chính mình đánh cái tương xứng, thậm chí có thể tại chính mình xuân thần nộ phía dưới kiên trì rất lâu. Nghĩ đến, Trần Giải trong ánh mắt, tràn đầy mừng rỡ, đây cũng là một lần thu hoạch lớn à. Công phu này đẳng cấp cũng không thấp, là một bản trường hồng cảnh công pháp. Cái này có thể so sánh trần giải cảnh giới bây giờ cũng cao hơn lượng cấp bậc. Thuộc về trần giải hiện tại trong tay trước ba công pháp. Đệ nhất đương nhiên là trần giải trường xuân công, đẳng cấp không rõ, nhưng là khẳng định là thiên hạ tối đỉnh cấp cấp bậc kia. Tiếp theo cũng là cầm long thập bát trường, đây cũng là thiên hạ đệ nhất hoành luyện võ công. Thứ ba cũng là cái này cùng phong trường. Bất quá trần giải đã có cầm long thập bát trường, hắn không cần lại luyện tập cái khác trường pháp. Thế nhưng là đừng quên Trần Giải còn có một đám tiểu đệ đâu, Trần Giải chính mình không cần, có thể là tiểu đệ bọn họ cũng rất cần à. Cái này cùng Phong trưởng pháp cũng đầy đủ chính mình các tiểu đệ tăng lên một đợt thực lực. Mà lại Trần Giải còn muốn đem cái này Cầm Long thập bát trưởng phóng tới Ngư Bang Tàng thư các bên trong, sau đó trở thành Ngư Bang người người đều có thể tu luyện võ học. Trần Giải nghĩ như vậy, lại sờ ba thản, liền phát hiện trên người hắn không có có đồ, thậm chí ngay cả ngân phiếu đều không có loại này đại lão bình thường trên thân đều không mang theo tiền sao. Trần giải nghĩ đến, không nói gì, sơ thi hoàn tất. Thu hoạch được thái tuế đan 12 viên, cùng phong trưởng pháp một bộ, không tệ, không tệ, có thể nói là thu hoạch phong phú à. Nghĩ như vậy, Trần giải quay đầu, sau đó chỉ thấy thận ánh mắt khát vọng nhìn lấy Trần giải, Trần giải nói, được được, có thể ăn. Nghe lời này, thận nhất thời nhếch môi cười, côn trùng, ngươi đối với ta thật tốt. Trần giải bất đắc dĩ cười cợt, vậy có thể hay không đừng gọi ta côn trùng thận lắc đầu nói không thể ta liền muốn bảo ngươi côn trùng lúc này đầu trâu mặt ngựa đi lên nâng lên ba thản thi thể mặt đất lúc này xuất hiện một cái vòng xoáy đầu trâu mặt ngựa cùng một chỗ đem ba thản ném vào vòng xoáy bên trong sau đó ba thản đã không thấy tam hơi đoán chừng sẽ trở thành thận chất dinh dưỡng à làm xong đây hết thảy trần giải nhìn một chút thận nói tốt ta sự tình làm xong có thể thả ta đi ra sao thận nghe vậy nhìn lấy trần giải nói Vậy ngươi lúc nào thì lại đi theo ta chơi? Trần Giải sửng sốt nói. Ta, có cơ hội à. Lại nói ngươi không phải 30 năm xuất hiện một lần sau lần sau ta lại đến. 30 năm, thật là dài đăng đẳng. Thận suy nghĩ một chút nói. Mà lại, ngươi muốn là chết. Trước mắt những này đẹp mắt đồ chơi đều đem biến mất. Cho nên ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Dạo này ta có chơi vui đồ chơi. Ngươi cũng có thể bồi ta cùng nhau chơi đùa đi xuống. Có được hay không? Trần Giải nghe vậy cho mày nói. Không được. Ta bên ngoài còn có thân nhân. Thân nhân? Cái gì là thân nhân à? Cùng địch nhân một dạng có thể ăn sao? Thận một mặt mê hoặc mà hỏi. Trần Giải nói, cũng là ngươi nhất thời không thấy, Liên sẽ nhớ người. Nhất thời không thấy, liền sẽ nhớ? Cái gì là tưởng niệm à? Thận hỏi lần nữa. Trần Giải nói, cũng là ngươi muốn gặp đến người này, như là ngươi lại không gặp được hắn. Thận câu mày nói, ta muốn gặp, lại không gặp được. Thận không biết rõ bất quá vẫn là nói ra. Vậy ngươi có thể đem bọn hắn cùng một chỗ tiếp tiến đến, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Trần Giải nói, không, ta muốn đi ra ngoài. Thận trên mặt lập tức khó nhìn lên nói, vì cái gì, nơi này, nơi này không tốt sao? Ngươi không thích nơi này sao? Trần Giải trầm mặc nói, không thể nói không thích, kỳ thật nơi này có ta nhớ lại, có đến từ văn minh nhớ lại. Trần Giải nhìn lên trước mặt những này tràn đầy hiện đại khí tức chơi trò chơi thiết bị, nhìn đến những vật này sẽ luôn để cho Trần Giải nghĩ từ bản thân đã từng cũng là xuất thân từ văn minh bên trong. Mà hiện tại thế giới bên ngoài, đó là như thế nguyên thủy. Trần Giải đối đây hết thảy đều có nhớ lại, bất quá Trần Giải lại càng không thể rời bỏ bên ngoài thế giới chân thật. Bởi vì nơi đó có chính mình căn, có nương tử của mình, Tô Vân Cẩm, có Hoàng Uyển Nhi, có dệ Duệ, có Hồ Tử, có Sư Phụ, có Trung Thúc, có Lão Chu, có Tứ Hỷ. Những người kia đều đang đợi mình, mình không thể mất phương hướng ở chỗ này, cứ việc nơi này thật rất tốt, cơ hồ có thể thỏa mãn Trần Giải tất cả huyễn tượng. Thậm chí Trần Giải nguyện ý có thể ở chỗ này kiến thiết một cái lấp đầy đồng thoại sắc thái hiện đại văn minh. Thế nhưng là Trần Giải không thể mất phương hướng ở chỗ này. Bởi vì hắn không nghĩ lại nơi này là một cái thế giới giả tưởng vương, hắn muốn làm chân chính thế giới vương, mà lại chính mình nương tử, chính mình thân bằng hảo hữu đều đang đợi mình. Chính mình nhất định phải rời đi nơi này. Nghĩ đến Trần Giải nhìn lấy thận nói, ta nhất định phải rời đi nơi này thận nhìn lấy Trần Giải nói, ta nếu là không để ngươi rời đi đâu, ta không cho phép ngươi rời đi. Thận thật giống như một cái kiêu ngạo tiểu công chúa đồng dạng, chỉ Trần Giải, nàng ưa thích Trần Giải, cho nên không cho phép Trần Giải rời đi, nàng hy vọng Trần Giải có thể một mực bồi tiếp nàng. Nàng hiện tại có chút sợ hãi cô độc. Đúng vậy, trước kia chưa từng có sợ hãi qua cái gì cô độc, có thể là có nhân loại linh trí về sau, nàng vậy mà lại sinh ra cô độc cảm giác, nàng sẽ cô độc. Nàng càng lúc càng giống người. Trần Giải nghe lời này, nhìn lấy thận, biết nàng không phải đùa giỡn, mà lại nếu như nàng thật ấn định, không thả Trần Giải rời đi, Trần Giải cũng là thật không có biện pháp gì. Dù sao coi như hắn hiện tại sẽ xuân thần nộ, cũng không có lực lượng cùng thận đối kháng. Đừng nói mình, cũng là Triều Đình muốn chạy cao thủ trên thiên bảng, săn giết cái này thận, sau cùng cũng là cuối cùng đều là thất bại. Thiên bảng cao thủ, đó là Trần Giải tiếp xúc không thể thành tồn tại. Thế nhưng là bọn hắn đều đối cái này thận không có cách nào chính mình lại có thể có biện pháp nào đâu đều do cái này thận có nhân loại linh trí chờ chút chân giải trong đầu lập tức nghĩ đến một cái phương pháp đúng vậy thận bởi vì có nhân loại linh trí sợ hãi cô độc cho nên mới sẽ muốn lưu lại chính mình mà chính mình cũng có thể lợi dụng đối phó nhân loại biện pháp cùng hắn tiến hành câu thông Tỉ như chân giải nhìn về phía thận nói ngươi ưa thích nơi này sao chân giải chỉ chỉ trước mặt những này khu vui chơi thận nói ưa thích à chưa từng có như vậy ưa thích trần giải nói ưa thích liền tốt vậy ta chết mất những này là không phải đều sẽ biến mất thận nói đúng vậy à bất quá ngươi sẽ không chết ta sẽ không để cho ngươi chết mất cho nên đây hết thảy sẽ không biến mất trần giải nghe lời này nhìn lấy thận nói làm sao ngươi biết ta sẽ không chết thận nói ngươi yên tâm tại ta chỗ này bên ngoài côn trùng không thể thương tổn ngươi nghe lời này trần giải ha ha cười nói ha ha thật sao bất quá nếu là ta cái này chính mình giết chính mình đâu. Ừ. Thận sững sờ, một mặt không hiểu nhìn lấy Trần Giải nói, "Ngươi, ngươi tại sao muốn chính mình giết chính mình à?" Tại thận tư duy bên trong, hắn rất khó lý giải chính mình giết chính mình hành vi này, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ như thế, vì cái gì à? Trần Giải nói, "Bởi vì ta muốn đi ra ngoài, ngươi không cho ta ra ngoài, ta liền giết chính mình, đến lúc đó cái này khu vui chơi liền sẽ biến mất." "Không, không cần." Thận Liên vội mở miệng ngăn lại Trần Giải. Trần Giải nói, ngươi không thả ta rời đi, ta sẽ phá hủy đây hết thảy. Vì, tại sao muốn dạng này? Thận rất không hiểu. Trần Giải suy nghĩ rất nhiều lấy cớ, giải thích phương pháp, bất quá sau cùng Trần Giải vẫn là nói thẳng ra mấy chữ. Bởi vì ta không thích. Không thích. Thận ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Trần Giải nói. Ngươi là không thích ta sao? Nhìn lấy thận nước mắt chứa hốc mắt dáng vẻ nói. Cái này, không phải không thích ngươi, là không thể một mực ở lại đây. Nghe lời này, thận đột nhiên nín khóc mỉm cười. Hi hi, không phải không thích ta liền tốt, ngươi không nghĩ một mực ở lại đây, cái kia, vậy ngươi liền ra ngoài đi, bất quá ngươi muốn thường xuyên đến nhìn xem ta. Trần giải sừng sốt nói, ta đi đâu tìm ngươi đây? Thận nói, chính là chỗ này, ta liền ngủ say tại cái này đáy sông, ngươi chỉ cần nghĩ muốn gặp ta, đến đáy sông, kêu gọi ta là có thể. Có nhiều như vậy chơi vui, ta hẳn là trong thời gian ngắn, sẽ không ngủ say. Trần Giải nghe vậy nói, cái kia, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi có thể thả ta đi ra sao? Thận nói, ừm, tốt à, vậy ta liền thả ngươi ra ngoài đi. Lúc này bên ngoài, mặt nước, một đám người vạch lên thuyền chờ ở nơi đó, quận chúa Triệu Nhã, Vu Mạn Nhi, Trung Lượng, Đinh Anh. Bọn hắn đều nhìn trước mặt đảo này đồng dạng lớn nhỏ thận. A à Đại lúc này nhìn lấy quận chúa nói, quận chúa, trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn là rời đi trước đi mưa này càng rơi xuống càng lớn sợ tối nay còn muốn dâng nước triệu nhã nghe vậy nói chờ một chút chờ một chút trần cửu tứ bọn hắn cũng nhanh đi ra rồi hả đang nói đột nhiên liền gặp mặt trước thận vỏ sau một trận vỗ sau một khắc phù một tiếng trần cửu tứ trực tiếp bị phun tới phù phù một tiếng rơi vào trong nước